Hello, Cao Bồ Nguyễn Audio xin kính chào tất cả quý vị và anh em nha. Hôm nay cũng lâu lắm rồi, trong cái thời điểm nhạy cảm của xã hội, chúng ta đang có một cái đại dịch thì lâu lắm rồi em cũng không có làm clip. Hôm nay em làm clip em giới thiệu đến tất cả quý vị cũng như tất cả anh em đam mê về dòng sản phẩm âm thanh Bô. Thì đây là một trong những bộ loa vi tính được nhiều anh em săn tìm. Đó. Thì dòng sản phẩm này được nhiều fan, đặc biệt là những người yêu âm thanh Bô và những người đam mê về âm thanh để bàn, thì đây là một trong những bộ loa được đánh giá cao từ chất lượng âm thanh đến thiết kế ngoại hình. Đều đạt được những cái tiêu chí phải nói là trong cái tầm kiểm soát về giá cả cũng như là về mặt chất lượng, thì đây là một bộ loa được đánh giá cao. Đó. Rồi, bây giờ em xin giới thiệu bộ loa. Đây là bộ loa Commodore 5, một trong những bộ loa tên tuổi của hãng Bô, dòng loa dành cho những sản phẩm để bàn, dòng loa vi tính. Đó. Bộ loa gồm có 3 modin. Thứ nhất là một modin bass sub và hai modin vệ tinh hai bên. Thì bộ loa này còn trong tình trạng gần như là mới. Và cũng xin nói sơ cho anh em là tại vì cái điện thoại em nó cũng hết đát rồi. Đó, nó sản xuất vào năm 2018. Cho nên là đến đây là 3 năm thì điện thoại nó cũng xuống cấp rồi. Chất lượng hình ảnh em quay nó cũng không còn sắc nét. Thì trong cái thời điểm dịch này thì em cũng không có cái điều kiện để đổi được cái điện thoại mới để quay hình ảnh sản phẩm cho nó đẹp. Mong anh em cũng ước lượng về chất lượng của nó. Vì qua cái lời em mô tả thì quý vị có thể thấy được là cái sản phẩm nó hoàn hảo như thế nào. Vì điều kiện quay của em nó cũng không đủ sáng, cho nên cái sản phẩm của em quay nó cũng không được đẹp. Đó. Thì bây giờ em xin giới thiệu, đây là bộ loa Commodore 5. Điện áp sử dụng là 220V đến 240V. Đây là bộ loa dành cho thị trường châu Âu, cho nên là có cái dòng điện từ 220 đến 240V. Có nghĩa là điện ở Việt Nam chúng ta là sử dụng được và không cần dùng biến áp. Cái cục sub này thì giờ em quay đằng sau em giới thiệu cho quý vị xem nha. Chúng ta quay đằng sau để chúng ta tìm hiểu về thông số cũng như là mọi cái giắc cắm. Đó, đây. Rồi. Đây, em quay sát để em giới thiệu quý vị nha. Bây giờ là trong cái thời điểm dịch bệnh cho nên là cửa nẻo em cũng không có mở hết ra. Cho nên là nó cũng hơi tối một tí xíu, anh em thông cảm nha. Anh em thông cảm cho em. Bây giờ trong cái thời buổi này nó nguy hiểm lắm. Em quay nó cũng không được đẹp vì nó thiếu sáng. Em mở cái cửa ra thì nó ánh sáng sẽ nhiều hơn, nhưng mà nó rất là nguy hiểm. Anh em thông cảm cho em. Cái thứ hai, rồi, bây giờ đi vào chi tiết của loa nha. Anh em thấy đây ha. Đây, em view lên cho quý vị xem. Đó. Đây, quý vị thấy ha. Đó. Quý vị có thể nhìn thấy là những cái thông số như là seri. Đó. Điện áp 220V đến 240V. Đó, quý vị thấy ha. Và công suất của cái bộ loa này quý vị có thể thấy rằng là nó rất là kinh khủng luôn. Tuy là bộ loa rất là bé ha. Ơi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái chi tiết em quay sát rồi. Em cũng lấy mãi mới được sát vào. Thì quý vị thấy ha, là 220V đến 240V AC ở dãy tầng 50 đến 60Hz và công suất tiêu thụ điện đến 300W. Đó, quý vị thấy ghê không? Hơi bị kinh đúng không? Hơi bị kinh luôn. Quý vị có thể thấy rằng là một cái bộ loa vi tính nó nhỏ nhỏ như thế này mà công suất tiêu thụ điện cái 300W max, để quý vị thấy ha. Đây,
Thì quý vị thấy đây là cái 300W mắc này, quý vị đừng lầm tưởng đây là công suất loa, mà quý vị hãy nhớ rằng tất cả những cái chỉ số watt mà người ta ghi ở gần cái điện áp đây nè là công suất tiêu thụ điện đó, khi nó hoạt động ở chế độ, quý vị thấy là mát không, mát nè đó, mát mát có nghĩa là khi chúng ta mở volume lớn lên á, có nghĩa là nó sẽ tiêu tốn nguồn năng lượng nhiều à, và cái điện áp và công suất tiêu thụ tối đa của nó là 300W đó. Quý vị thấy rằng một bộ loa nhỏ nhỏ thôi nhưng công suất tiêu thụ của nó phải nói là rất kinh khủng à, rất kinh khủng luôn. 300W nó gần như là còn nhiều hơn hơn những cái con âm ly, nhiều con âm ly nó chỉ có hơn 100W thôi, mà cái bộ loa vi tính này nó tiêu thụ điện tới 300W. Thì quý vị có thể thấy rằng là cái chất lượng âm thanh cũng như là cái công suất mà của bộ loa này mang đến thực tế để chúng ta trải nghiệm âm thanh thì nó rất là kinh khủng đó. Rồi và đây em giải thích thêm ha, đây quý vị thấy đây engineer in the USA và made in Mexico đó, bộ loa này là được sản xuất tại Mexico nha quý vị, và anh em cũng yên tâm ha. Đây là một trong những bộ loa mà chúng ta rất là mong muốn tìm kiếm, đặc biệt là Made in Mexico đó. Còn cái chữ Engineer in the USA này là cái bản quyền thiết kế tại Mỹ và gia công sản xuất lắp ráp tại Mexico đó. Anh em hãy nhớ rằng là khi nào mà anh em nhìn thấy cái chữ Engineer nè, Engineer in the USA, là quý vị có thể thấy rằng đây là bản quyền thiết kế tại Mỹ đó, dịch nôm na nó là như vậy. Và Made in Mexico đây là lắp ráp và sản xuất à, có nghĩa là theo cái công à, cái nước sở tại là nước Mexico, nhưng mà cái loa này á, được làm theo cái thiết kế của Mỹ đó. Cho nên anh em đừng có lầm tưởng là cái loa này nó thiết kế và sản xuất tại Mexico nha, thiết kế tại Mỹ, gia công và sản xuất tại Mexico đó, Made in Mexico nè đó. Và anh em cũng rất muốn tìm kiếm những cái bộ loa mà nó đều có chữ Made in Mexico, thì đây là một trong những tiêu chí mà của tất cả anh em muốn săn tìm và lựa chọn. Rồi, không mất nhiều thời gian của anh em nữa, bây giờ chúng ta đi vào cái phần chi tiết ở dưới. À, quý vị thấy ha, ở dưới này nó có một trắng, một đỏ, một đen và một cái núm tròn. Đây, cái đỏ này, đây em giật ra cho quý vị ha. Đây, em giật ra, em giới thiệu quý vị. Trên cái dắt này, quý vị thấy rằng nó có những cái khứa, những cái gạch, đúng không? Và nó có cái chữ R, quý vị thấy nè, R đó đúng không? Đây, để em lấy cho quý vị xem rõ nha. Đây, quý vị thấy đó, cái chữ R. R nó ký hiệu là right. Và tại sao nó luôn luôn nó làm cái R right này nó đồng với cái màu đỏ? Thì cái tiếng Anh á, R nó cũng là red, red là màu đỏ, cho nên là nó đồng bộ, nó ký vào cái, nó có cái quy ước là R là bên phải đó, right là bên phải, và nó là cái dấu màu đỏ đó, anh em nhớ nha. Rồi, và cái này cắm á, chúng ta nhớ là cái chữ R ngửa lên trên như thế này, đây R ha, như thế, để như này cắm thẳng vô đó, rất là dễ dàng, vì chúng ta muốn đảo chiều cũng không đảo được nha, đảo chiều cũng không đảo được. Ok, rồi đúng rồi, chúng ta cứ cắm nhẹ nhàng thôi, tất cả nó nhẹ nhàng không có mạnh nha, để đúng vị trí, đúng ấy, ấn nhẹ cái là nó vô, chứ không cần phải là chúng ta thấy mà nó chưa vô được, có nghĩa là chúng ta chưa đúng vào cái khớp của nó, cho nên chúng ta đừng có ấn ha, đừng có ấn, lừa lừa nhẹ nhẹ, để nhẹ vô, rất là nhẹ nha. Đây em làm này, hai ngón nhẹ nhàng nè. Đó, quý vị thấy không? Nhẹ nhàng ha. Rồi cắm vô cũng vậy, nhẹ nhàng. Đó, rất là nhẹ nhàng. Khi chúng ta cắm vào mà không đúng, đừng có ấn ha. Ấn là nó gãy cái socket bên trong. Rồi, và đây là cái, đây quý vị thấy ha. Đây là cái giắc cắm nè. Đó, nó có cái logo nè. Quý vị thấy cái tròn tròn mà nó có cái cọng dây nè. Đó, thì nó ngửa lên trên vậy, cắm như thế này, cắm thẳng vô. Đó, cắm thẳng vô ha. Đây là cái console. Đó, để như thế này cắm thẳng vô. Rồi, còn cái phần này là cái chỉnh bass.
Còn cái phần này là cái phần kết nối với máy vi tính. Nếu anh em nào muốn chơi chế độ âm thanh hay nhất thì anh em dùng cái cổng USB mini này nè, kết nối với máy vi tính. Thì cái bộ loa này nó có tích hợp cái bộ sao cạc ở trong này. Cho nên là khi mà chúng ta cắm cái này với máy vi tính thì tự động nó lấy hệ thống âm thanh qua cái sao cạc của cái bộ này, và nó không sử dụng cái sao cạc trong máy vi tính nữa. Nếu mà anh em có với máy vi tính mà có cái sao cạc âm thanh rồi mà anh em vẫn sử dụng cái bộ âm thanh này thì nó sẽ luôn luôn chọn sự ưu tiên là dùng cái cạc âm thanh trong cái bộ loa này. Đó là cái điểm mạnh của cái bộ loa này anh em nhé. Tại sao mà bộ loa này nó có giá trị và chất âm nó hay là vì rất là đơn giản thôi. Nó có một cái bộ âm thanh, nó có một cái sao cạc bên trong để nó làm cho cái âm thanh hay hơn. Rồi, sau đây em xin test một bản nhạc đen nha anh em. Vì nhạc bây giờ nó hay đụng bản quyền lắm, up YouTube mà nó cứ bị bản quyền là nó cấm kênh của em luôn. Cho nên em test một bản non-top nha, để quý vị cảm nhận được cái sự hoạt động thôi. Còn về chất âm thì chúng ta miễn bàn rồi, vì đây là một trong những bộ loa mà được đánh giá cao nhất, được nhiều người săn tìm nhất. Rồi, anh em chờ em tí xíu nha, em cho vận hành tiếng lên. Rồi, mở nguồn thì ở đây có cái control box. Đây, quý vị thấy ha. Đây, em làm sát cho quý vị thấy nè. Quý vị đang thấy có một cái dấu chấm đèn ở đây ha. Quý vị thấy ha, đây. Đó, đó là màu cam nha. Nó đang là màu cam nè. Bây giờ em chạm vô một cái thì nó chuyển sang màu xanh. Đó, quý vị thấy nó màu xanh nè, thấy không? Chạm cái màu cam nè, chạm cái màu xanh nè, đó. Màu xanh là lên nguồn, còn cái màu cam là tắt nha. Rồi, và ở đây cái control box này nó có hai cái lỗ cắm. Một là lỗ cắm dành cho tai nghe, và một cái lỗ cắm là dành cho tín hiệu đầu vào. Và ở sau lưng của nó cũng có nữa. Đó, anh em nha. Rồi, bây giờ chúng ta test qua cái control box đi. Mời quý vị đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận một phần nào đó về chất lượng âm thanh cũng như sự hoạt động hoàn hảo của bộ loa Comodin 5, được sản xuất và gia công lắp ráp tại Mexico. Rồi, mời quý vị. Quý vị chờ tí xíu nha, bài này nó cũng được hay đó. Rồi, em test cái bài này hơi bị hay nha anh em, tại cái điện thoại nãy chọt chọt nó không ăn. Rồi, mời quý vị nha. Dù em đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên, yeah.
Dạ ơi, một đoạn anh em ơi. Như vậy là chúng ta cũng đủ để thấy là cái chất âm của bộ loa nó thể hiện như thế nào, thì chúng ta một phần nào đấy chúng ta cũng có thể cảm nhận được là về cái dãy mid, dãy chép và đặc biệt là tiếng bass đó. Và điều quan trọng em nhắc lại, bộ loa này kích thước nhỏ gọn nhưng công suất tiêu thụ điện lên tới 300W. Đây là một trong những điều mà những bộ loa tầm trung nhỏ nhỏ như thế này thì chắc chắn không có bộ loa nào có công suất tiêu thụ điện lớn như cái bộ loa này. Đó. Kể cả là bộ loa Commander 50. Đó. Commander 50 nó cũng không có cái công suất tiêu thụ điện lớn như cái bộ loa này. Là cái Commander 50 là cái bộ loa mới nhất hiện nay thì cũng không có cái công suất tiêu thụ điện như bộ loa này. Đó. Và em cũng lược sơ về Commander 50 một chút xíu để quý vị có thể biết được. Bộ Commander 50 thì về mọi kích thước, thông số đều nhỏ hơn cái bộ loa này nha anh em. Đều nhỏ hơn. Nó giống gần như tuyệt đối về hình thức. Nếu mà chúng em làm một clip thứ hai, nếu mà giới thiệu bộ loa Commander 50 thì quý vị cũng thể thấy rằng nó giao diện nó giống như vậy. Nó giống như vậy. Nhưng mà thực tế là cái loa vệ tinh nó giống, cái kiểu dáng nó giống như vậy, nhưng nó nhỏ hơn. Cái súp nó cũng nhỏ hơn, có nghĩa là nó nhỏ hơn một tí xíu thôi. Đó. Đó là cái điều khác biệt của bộ Commander 50. Còn đây là bộ Commander 5 huyền thoại, một trong những bộ loa mà em không dám ca tụng quá nhiều, nhưng mà em chỉ nhắc lại vì đây thực tế là một trong những bộ loa được nhiều anh em tìm để chơi và trải nghiệm. Đó. Và điều đặc biệt ở đây là trong cái bộ loa này nó có bộ sao cạc âm thanh. Nếu như quý vị kết nối với máy vi tính thì chất âm của nó thì miễn bàn luôn, khỏi cần phải nói nhiều nữa. Rồi, và giá của bộ loa này đáng lẽ là cái giá của nó trên 8 triệu, nhưng mà vì trong cái thời điểm dịch bệnh này cũng rất là nhiều anh em đam mê, cũng có nhiều cái khó khăn, thì em đã cân nhắc giá, và giá của em tốt nhất là đã bao gồm phí ship là 7 triệu 800. Đó. Và giá của bộ loa này 7 triệu 800 đã gồm tất cả các phụ kiện, từ dây 3,5 ly, dây 3,5 ly zin nhé. Đây, cái dây này là dây zin của Bô luôn. Đó, cái dây 3,5 ly này là dây zin của Bô theo com lê. Quý vị về chỉ việc cắm vào là chơi thôi, không mua bán thêm mấy cái gì, cắm điện nhà sử dụng. Giá 7,8 triệu đã bao gồm phí ship. Đó. Tình trạng là loa, tất nhiên là loa đã qua sử dụng thì chúng ta đừng đòi hỏi nó như trong thùng lấy ra. Và tình trạng loa không bể, không chảy xước. Tất nhiên là cái xước của nó nhẹ nhàng, kiểu như lau bụi, nó mờ theo năm tháng thôi, chứ không phải là chảy xước nha. Anh em phải hiểu rằng nó có những cái vết mòn theo năm tháng, chứ còn là bộ loa này không chảy xước. Đó, bộ loa không chảy xước nha. Và tình trạng là đẹp trên 90%. Tình trạng hoạt động hoàn hảo. Đó. Và giá là 7,8 triệu. Full phụ kiện đầy đủ, anh em về việc chơi thôi, cắm điện nhà. Và đặc biệt là đây là cái bản Mexico, anh em yên tâm về chất lượng, cắm điện vào nhạc nghe. Rồi, một cái clip hơi dài để chúng ta có nhiều cái thời gian chúng ta tìm hiểu về nó, cũng như là được đánh giá về nó, để anh em khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải lăn tăn bộ loa này nó như thế nào. Và sau đây em xin giới thiệu đến kích thước nha. Đây, chiều cao của cái súp này là 22. Đó, chiều cao là 22 nha anh em. Và chiều ngang là 17. Đó, cao 22, ngang 17. Còn chiều sâu, đây, chiều sâu là 42. Chiều sâu 42,5. Đó, quả súp này là cao 22, ngang 17, sâu 42,5. Đó, sâu 42,5 nha anh em. Rồi, về kích thước quả súp này, cao 22, ngang 17 và sâu 42,5. Đó, và công suất tiêu thụ điện của nó là 300W max. Và điện áp có thể dùng được tại Việt Nam rất tốt, 220V đến 240V. Chúng ta cắm điện nhà là xài vô tư, yên tâm, không cần phải lo lắng là bị đổi điện hay là dùng biến áp gì nữa, không cần.
vì đây là một bộ loa dùng hoàn hảo tại thị trường Việt Nam. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với Cao Bằng Nguyễn qua số điện thoại 090 782 7899, địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Em nhắc lại số điện thoại của em là 090 782 7899, địa chỉ giao dịch trực tiếp của em tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn tất cả quý vị và anh em đã theo dõi clip giới thiệu bộ Bo Carbon 5 Made in Mexico, điện áp 220 đến 240. Cảm ơn tất cả anh em và quý vị. Chúc tất cả quý vị và anh em những ngày ở nhà vượt đại dịch được bình an, khỏe mạnh. Cảm ơn tất cả quý vị. Anh em đam mê hãy gọi trực tiếp cho Cao Bằng Nguyễn. Thank you, bye bye.